Mình ở nông trại Quân Tươi Vui cũng lâu lắm rồi ba ha. Ở đây thích quá, ba quên mất cả ngày tháng luôn. Mọi người thích điều gì ở đây nhất nào? Con thấy bà và người ở đây sống thật chan hòa và hạnh phúc. Trẻ em được học hành miễn phí và biết bảo vệ môi trường. Mẹ thấy ở đây ai cũng mặc quần áo giống nhau, không có sự phân biệt giàu nghèo. Nhờ vậy mà con người và động vật đều yêu thương nhau. Con thấy ai cũng thích làm việc nhà. Cuối tuần nào cũng có cuộc thi ai làm việc nhà giỏi hơn. Nhưng mà em cũng bắt đầu nhớ cây thần kỳ, dịch ba phải rồi. Cuộc sống ở đây thật lý tưởng. Mẹ ước gì trái đất cũng như thế này. Chúng ta phải quyết tâm mang được năng lượng Quân Tươi Vui về để giúp đỡ trái đất. Hay sáng mai mình đi gặp chú Bò Đại, để chú dẫn mình đi gặp ông giám đốc nhà máy đi ba. Sáng mai cả nhà mình cùng đi nhé. Dạ. Cô Lô, cô Lô, ông mau tỉnh lại. Đầu ta đau quá. Ta đang ở đâu thế này? Ông hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Lúc tỉnh dậy đã thấy chúng ta ở đây rồi. Tiến sĩ đâu đâu? Hussy, Hussy, ở đây. Hussy, cây cỏ nhiều. Hussy, ta dị ứng Hussy. Còn gia đình nông dân siêu phàm. Lúc tỉnh dậy ta đã không thấy bọn chúng rồi. Hey, đi thôi. Ông đi đâu vậy Khô Lô? Ta đi coi thử xung quanh đây có ai không. Ngồi đợi ở đây không phải là cách. Mà ta đói quá, cả ngày nay chưa có gì vô cùng hết. Sắp chết đến nơi rồi còn ăn uống. Ta mệt. Ông thích đi thì đi đi, ta phải ăn cái đã. Có cái bụng no thật là sướng mà. Hả? Cứu, cứu ta với. Khô Lô. Hả? Tiến sĩ lão muội gặp chuyện rồi. Nhanh nào tiến sĩ đó. Chạy nhanh đi, đừng dừng lại. Nguy hiểm, nguy hiểm, dừng lại. Mau bắt lấy bọn họ. Chuẩn bị tấn công. Vũ khí của ta hỏng rồi. Hẹn ta. Chúng tôi phát hiện họ xâm nhập vùng đất của chúng ta, có ý đồ mờ ám. Tôi nghĩ chúng ta nên giam họ lại trước đã. Hả? Không được. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Không được, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào. Không được. Khoan đã, nếu bắt chúng ta thì hành tinh các người sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Đúng vậy đó, chúng ta là đội hiệp sĩ không gian. Nhiệm vụ của chúng ta là sự yên bình của các hành tinh. Sao ta chưa bao giờ nghe đến đội hiệp sĩ không gian này vậy? Bởi vì chúng ta đã phải hoạt động hoàn toàn bí mật. Chúng ta đang trên đường truy bắt gia đình nông dân siêu phàm. Đó là một tổ chức nguy hiểm đang hủy diệt trái đất. Nếu ngươi không tin thì hãy xem đây. Gia đình nông dân siêu phàm vô cùng độc ác. Chúng tàn phá môi trường, phá hủy những thành tựu của con người và khiến cho trái đất không còn là ngôi nhà xanh tươi nữa. Là nguy hiểm. Không ngờ lại có một tổ chức như vậy. Chưa hết đâu. Bọn chúng đang nhầm vào hành tinh này đó. Khi đang truy đuổi gia đình nông dân siêu phàm thì phi thuyền của bọn ta bị bắn hạ. Chuyện như vậy thật sao? Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Việc cần làm bây giờ là phải ngăn gia đình nông dân siêu phàm. Nếu không, cả hành tinh này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phải đó. Các người mà bắt bọn ta xem như là mất đi cơ hội bắt được gia đình nông dân siêu phàm. Nhưng các người yên tâm, đội hiệp sĩ không gian của ta sẽ giúp các người. Ta là Khô Lô đội trưởng. Ta là Tiến sĩ Đơ, một nhà khoa học lỗi lạc. Còn ta là lão bùi, ta có thể biến hình đó. Ở đâu có gia đình nông dân siêu phàm, ở đó có bọn ta. Chúng ta là lỗi ác. Ủa lộn. Đội hiệp sĩ không gian. Mau cởi trói cho họ. Thay mặt người dân nơi này, tôi thành thật xin lỗi vì đã bất nhập ngài. Chắc mọi người đường xa đói rồi. Mau nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta sẽ họp bàn về gia đình nông dân siêu phàm nha. Chúng tôi không khách sáo. Có liền tay một bộ ghép hình sáng tạo Cool cực dễ, biến hóa nhiều hình dạng sáng tạo, chỉ với 4 lốc sữa thạch Cool 170ml, sang ngay thôi nào.